Còn nhớ ở phiên chợ hè 2022, Lisandro Martinez, trung vệ đang chơi rất lên chân tại Ajax Amsterdam trở thành món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng thời điểm ấy, khi hai đội bóng lớn của Premier League là Manchester United và Arsenal đều muốn có được sự phục vụ của cầu thủ người Argentina. Với Arsenal, Mikel Arteta khi ấy đang muốn tìm một mẫu hậu vệ cánh đa năng, có khả năng chơi bó vào trung lộ như một tiền vệ, và Lisandro Martinez là cầu thủ đáp ứng được những tiêu chí đó. Dù phần lớn thời gian anh chơi với vai trò trung vệ tại Ajax, nhưng Licha vẫn thi đấu rất hay khi được đẩy ra cánh và cũng có một vài trận đấu cầu thủ này chơi ở đáy hàng tiền vệ. Khả năng phòng ngự tuyệt vời cùng bộ kỹ năng chuyền bóng ổn đã khiến ban huấn luyện của pháo thủ thành London mê mẩn. Chính Arsenal mới là đội bóng tiếp cận Lisandro Martinez đầu tiên, nhưng phần thắng lại dành cho kẻ đến sau. Erik ten Hag đến Man United và ông hiểu giá trị mà cậu học trò của ông tại Ajax có thể đem lại cho đội bóng. Thế là Manchester United đã chi đến 55 triệu bảng và có được cái gật đầu của câu lạc bộ Hà Lan. Licha lúc đó cũng rất ấn tượng bởi kế hoạch của Arteta, nhưng viễn cảnh được tái ngộ với người thầy cũ ten Hag, cùng với đó là sự khẳng định anh sẽ được chơi ở vị trí trung vệ sở trường đã khiến Lisandro Martinez không thể từ chối quỷ đạo. Việc pháo thủ muốn Licha chơi ở vị trí hậu vệ cánh không phải là không có lý do. Cầu thủ người Argentina chỉ cao 1m75. Và trong một môi trường như tại ngoại hạng Anh với các cầu thủ cao to cùng những pha bóng bổng xuất hiện thường xuyên, sẽ là quá mạo hiểm cho một trung vệ với chiều cao khiêm tốn như vậy. Nhưng Erik ten Hag biết Martinez có gì, và ông không ngần ngại để anh tiếp tục thi đấu ở vị trí mà anh mong muốn. Phong cách thi đấu của cầu thủ người Argentina thiên nhiều về đầu óc, sự điềm tĩnh nhưng cũng không kém phần máu lửa, chẳng phải tự nhiên anh lại có biệt danh là gã đồ tể. Lisandro Martinez từng chia sẻ, đúng vậy, nhiều người gọi tôi là gã đồ tể xứ Amsterdam. Vài đồng đội nhận xét đó là biệt danh hoàn hảo với tôi. Dòng máu Argentina chảy trong từng huyết mạch của tôi. Người Argentina chúng tôi luôn làm mọi thứ với niềm đam mê. Khi bước ra sân, tôi sẽ luôn chiến đấu vì mọi đường bóng. Dù cho có phải bước qua những xác chết đi nữa, tôi cũng sẽ làm nếu điều đó giúp ích được cho đội bóng. Sự nghi ngờ là điều chắc chắn sẽ xảy ra khi Martinez đến với ngoại hạng Anh. Cầu thủ người Argentina là trung vệ thấp nhất tại Premier League mùa giải năm nay. Trước khi giải đấu khởi tranh, trung vệ của Man United được cảnh báo sẽ phải đối mặt với nhiều tiền đạo có thể hình rất tốt. Điển hình như bản hợp đồng bom tấn Erling Haaland của Man City có chiều cao 1m96. Những số 9 cao to xuất hiện ngày càng nhiều và là xu hướng chung của Premier League. Có ít nhất 8 tiền đạo có chiều cao vượt trội đang chờ đợi Martinez ở đây. Darwin Núñez có thể không quá cao, nhưng vẫn vượt trội hơn hẳn so với Licha. Cựu trung vệ của Man United Rio Ferdinand có lý do để lo ngại về khả năng thành công của Martinez, anh chia sẻ. Bạn phải sẵn sàng về mặt thể chất để đối đầu với những tiền đạo to lớn như Haaland và Núñez thường xuyên. Liệu cậu ấy có thể đối phó với những cầu thủ như vậy hay không là một dấu hỏi lớn. Và quả thật, Lisandro Martinez đã không có một sự khởi đầu suôn sẻ. Ngay vòng đấu đầu tiên, trung vệ này đã có được suất đá chính. Đáng tiếc đó lại là trận đấu mà Quỷ Đỏ để thua 1-2 trước Brighton. Nhưng màn ra mắt của Licha không phải là quá tệ. Sóng gió thật sự đến ở trận đấu thứ hai khi Man United phải làm khách trên sân của Brentford. Và trận thua đậm 0-4 ngày hôm ấy thật sự khiến các Manusian phải lo lắng về việc Lisandro Martinez đã trung vệ tại ngoại hạng Anh. Bàn thắng thứ 3 của bầy ong là tình huống mà Benmi đã đánh bại Martinez quá dễ dàng trong một tình huống bóng bổng. Cầu thủ của Brentford thậm chí không cần bật nhảy và dễ dàng đánh đầu vào lưới. Trong khi đó Martinez hoàn toàn tỏ ra bất lực và không thể làm gì hơn. Chính huấn luyện viên Thomas Frank của Brentford tiết lộ rằng ông đã chỉ đạo các học trò quét vào vị trí của Lisandro Martinez trước khi trận đấu diễn ra. Chúng tôi đã biết được mình nhiều khả năng sẽ chiếm được ưu thế khi tập trung nhồi bóng về phía Martinez. Thông thường, Brighton vẫn triển khai tấn công từng bước từ vị trí thủ môn. Nhưng trước Man United, họ luôn tìm cách đưa bóng bổng lên phía trên trong mọi tình huống. Chúng tôi biết mình cũng có vũ khí giống như Brighton, vậy tại sao lại không tận dụng nó trước Man United nhỉ? Cùng chung quan điểm với huấn luyện viên trưởng của Brentford là cựu hậu vệ Liverpool Jamie Carragher, chúng ta không bao giờ nên đánh giá các huấn luyện viên hay cầu thủ quá sớm. Nhưng tôi tin chắc rằng thương vụ này không thể thành công bởi vì thể hình của Lisandro Martinez. Cậu ấy có thể đá hậu vệ trái, có thể đá trong sơ đồ 3 hậu vệ. Nhưng trong sơ đồ 4 hậu vệ thì cậu ấy không thể đá trung vệ tại Premier League. Đáp lại những chỉ trích nhắm tới mình, Licha cho biết. Giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực khi được chơi cho một đội bóng lớn như Manchester United. Với tôi, Premier League cũng là giải đấu chất lượng nhất trên thế giới. Thật tuyệt khi được cảm nhận tốc độ và nhịp điệu dồn dập ở ngoại hạng Anh. Thành thật mà nói, tôi không quan tâm đến những lời chỉ trích. Tôi luôn tin tưởng vào bản thân, chăm chỉ tập luyện. Rồi một ngày, thành công sẽ đến với tôi. Rõ ràng không nhiều trung vệ cao 1m75 tự tin như Martinez khi nói về ngoại hạng Anh. Thực tế vài đội bóng ở giải đấu kể từ đầu mùa đã xem anh như nhược điểm của Man United để khai thác.
Brighton cùng Brentford đã nhồi bóng bổng và bóng dài vào vị trí của Martinez để ăn các tình huống bóng bật ra hoặc làm rối loạn cự ly đội hình của Quỷ Đỏ. Tuy nhiên, ngoài hai trận thua đầu mùa, hàng thủ của Man United sau đó không mắc phải một vấn đề nào nữa khi đối phương nhắm vào vị trí của Martinez. Ngược lại, tân binh sinh năm 1998 cho thấy anh có thể khóa những tiền đạo hàng đầu Premier League hiện tại. Dưới sự dẫn dắt của Martinez, hàng thủ của Man United chơi tốt khi đối đầu Mohamed Salah, Gabriel Jesus hay Jamie Vardy. Điểm nổi bật của Martinez nằm ở những pha song đấu và cản phá trực tiếp khi đối đầu Salah hay Gabriel Jesus. Rõ ràng Martinez không hề ngán những cầu thủ tấn công giàu sự khéo léo và tốc độ kiểu như vậy. Trung vệ người Argentina có thể gặp rắc rối với những tiền đạo to con, nhưng hàng thủ của Man United còn những cái tên khác để hỗ trợ Martinez, và đó là bài toán Ten Hag cần giải. Không dễ để huấn luyện viên người Hà Lan tìm ra một trung vệ giỏi phòng ngự và biết cách luân chuyển bóng từ phía dưới như Lisandro Martinez. Về mặt kỹ thuật cá nhân, Martinez có khả năng cầm bóng tốt hơn nhiều trung vệ khác trong đội hình Man United hiện tại. Nhiều trận đấu kể từ đầu mùa, trung vệ 25 tuổi sẵn sàng lừa bóng dâng cao để phát triển lối chơi cho Quỷ Đỏ. Sự kết hợp ăn ý giữa Martinez và Rafael Varane mang đến một diện mạo khác cho hàng thủ Man United kể từ đầu mùa. Những cú tắc bóng cũng là điểm mạnh của Martinez. Sau mỗi tình huống cản phá, Licha lại nhận được những tiếng reo hò cổ vũ của người hâm mộ trên khắp các khán đài sân Old Trafford. Họ phấn khích khi được chứng kiến một cầu thủ mang tinh thần chiến binh đang tung hoành trên từng ngọn cỏ tại nhà hát của những giấc mơ. Martinez nói rằng, anh bất ngờ về tình cảm của cổ động viên Man United dành cho mình. Những người yêu mến Martinez tại Old Trafford thậm chí đã sáng tác một bài hát dành riêng để cổ vũ cầu thủ người Argentina. Từ những sự nghi ngờ và chê bai đầu mùa giải, trung vệ 25 tuổi đang trở thành gương mặt được yêu thích bậc nhất tại Old Trafford. Phong độ chói sáng của Martinez xuyên suốt mùa giải, đặc biệt là giai đoạn thành công vừa qua của Man United, dường như đã làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người. Licha bằng tài năng của mình đã thuyết phục thành công những người trước đây từng nghi ngờ về tài năng của anh, trong đó có Carragher, cựu danh thủ của Liverpool đã thừa nhận sai lầm của mình khi đánh giá về Martinez. Ông cho biết, Lisandro Martinez đã rất xuất sắc để trở thành một trung vệ nhỏ con như vậy. Rõ ràng bạn phải là một cầu thủ đặc biệt. Cậu ấy là một phần quan trọng trong tinh thần của Manchester United. Với sự có mặt của cậu ấy, Man United đã trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, một người có kích thước như vậy sẽ bị khó khăn trong khung chiến. Điều đó phải xảy ra ở một giai đoạn nào đó. Mọi cầu thủ đều có điểm yếu. Những người giỏi nhất sẽ che giấu chúng hoặc đảm bảo rằng chúng không bị lộ. Cậu ấy là một cầu thủ thực sự giỏi và cậu ấy làm tôi ngạc nhiên về cách cậu ấy làm đối với yếu điểm thể hình của mình. Gã đồ tể nhỏ con của Man United thực sự đã khiến những người yêu mến giải đấu cao nhất của nước Anh cảm thấy bất ngờ. Với một thể hình được cho là rất bất lợi khi phải thi đấu ở một môi trường như ngoại hạng Anh, Lisandro Martinez bằng sự thông minh của bản thân vẫn biết cách thích nghi và bộc lộ những điểm mạnh của mình. Erik ten Hag thực sự đã đúng về cậu học trò của mình. Ông đã mạo hiểm và thành công với một cầu thủ 1m75 chơi ở vị trí trung vệ. Cho đến thời điểm hiện tại, Martinez đã cho người hâm mộ Quỷ Đỏ thấy anh xứng đáng với cái giá 55 triệu bảng đến từng đồng.